Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 171. Chúng ta niệm Phật nhớ lời của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài có nói một câu rất là hay mà mọi người chúng ta nên để nằm lòng để mà ghi nhớ. Hòa Thượng Hải Hiền Ngài có nói một câu rằng: tất cả những việc ở thế gian này đều là giả, chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc là thật thôi. Đây là lời đi sát vào tất cả những người niệm Phật chúng ta phải lưu nhớ. Và Ngài nói một câu rằng: vì sao người niệm Phật đông như vậy mà giảng sanh ít? Là vì tín nguyện niệm Phật của chúng ta không đầy đủ, và tâm còn nặng nề ở cái cõi đời này quá. Nào là nặng về tiền, nào là nặng về danh, nào là nặng về sắc đẹp. Nặng về những việc này nên chúng ta bỏ ra nhiều thời gian để tính toán so đo hơn thua giành giật. Nên nhiều người niệm Phật mà không có mấy người giảng sanh. Câu đầu Ngài nói là gì? Tín nguyện chúng ta không gầy dựng được kiên cố, dễ dao động tâm. Chỗ này là thấy mất phần giảng sanh rồi đó. Thêm một cái nữa là đối với cõi đời này chúng ta quá nặng nề về nó. Nên chư tổ sư mới nói một câu rằng là: buông xuống một phần cõi ta bà thì chúng ta nắm được một phần thế giới cực lạc. Nếu như chúng ta nắm chắc một phần ở cõi ta bà thì chúng ta sẽ buông đi một phần ở thế giới cực lạc. Từ nơi đó mà tính. Nên mỗi một người niệm Phật chúng ta phải nhớ, tất cả những việc ở cõi đời cuối cùng rồi chúng ta cũng không cầm theo được. Chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc mới là việc nên làm và chắc thật mà thôi. Nhớ. Nên ngày nào chúng ta cũng nhắc nhở nhau như vậy để mà siêng năng niệm Phật trong công đoạn mà sanh tử tâm thiết của Pháp Sư Tự Liễu viết mà được Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không tán thán. Những văn tự mà lợi ích đến mức cùng cực, có thể lưu truyền cho hậu thế về sau. Chùa mình những đức để chiếc máy mà đọc những văn tự đó mấy điểm để cho đại chúng trong chùa nghe. Hôm qua những đức ra những băng ghế, những đức ngồi ngay bảo tháp nghe những công đoạn Ngài Hạnh Quang Ngài đọc trong những công đoạn sanh tử tâm thiết rất là hay. Nên những đức để những cái điểm đó để cho đại chúng khi mà tu mà ngồi những băng ghế mát mẻ mà chúng ta nghe được mấy công đoạn để nhắc nhở mình cái tâm cầu sanh cực lạc càng ngày càng kiên cố cái tâm. Trong những công đoạn đó, Pháp Sư Tự Liễu Ngài trích lục rất hay
về những văn tự vô cùng sâu sắc. Khi mình nghe cái tâm mình mạnh dạn niệm Phật vô cùng. Có một đoạn nói rằng là vì tâm sanh tử của chúng ta không chân thật và vì không gầy dựng được tín nguyện kiên cố, nên mỗi ngày chúng ta thường bỏ câu Phật hiệu. Nếu như người này gầy dựng tín nguyện kiên cố thì chắc chắn giờ giờ khắc khắc thường nhớ Phật, niệm Phật, dùng câu Phật hiệu làm bổn nguyện nguyên thần cho chúng ta sống hàng ngày an lạc và vui vẻ. Những đức thấy tất cả các cụ già trong chùa mình, từ khi đưa chiếc máy bấm số niệm Phật ra tới giờ, các cụ niệm Phật rất là nhiều. Những đức thấy các cụ đi tu về, tuổi già đi tu về cũng mỏi mệt cái thân tứ đại này, quý vị thấy các cụ nằm trên giường cũng bấm số niệm Phật, các cụ ngồi cũng bấm số niệm Phật, các cụ giảm nói chuyện tuyệt đối, thường cầm chiếc máy bấm số niệm Phật. Những đức bố trí cho tất cả các huynh đệ trong chùa theo tất cả các khu, mỗi buổi tối đi ghi các cụ một ngày bấm số niệm Phật. Có những cụ một ngày bấm 10.000, 15.000, 20.000. Phương pháp vô cùng là đặc biệt, là thí dụ như bữa nay các cụ đưa lên số lượng 20.000, thì các cụ bấm đủ 20.000 thì các cụ để cái máy này qua một bên để chiều cho mọi người ghi. Xong các cụ tiếp tục bấm cho cái ngày mai, tuy là nói cái ngày mai nhưng làm cho mình cứ quay mãi để niệm Phật. Hay quay mãi để niệm Phật, đây là chính những đức áp dụng. Thí dụ như đưa lên 20.000 là con số cũng cao rồi đó. Cả ngày bấm, bấm xong rồi thì những đức để cái máy này qua một bên, lấy cái máy khác bấm cho cái ngày mai. Tuy là nói cái ngày mai nhưng làm cho mình cứ bấm xuyên suốt, làm cho mình cái 20.000 của cái ngày mai thì còn ít lại, mình thấy không ngán. Đây là một phương pháp khuyến dụ để chúng ta thường niệm câu Phật hiệu. Niệm lâu trở thành quen. Khi niệm câu Phật hiệu này lâu rồi chúng ta quen. Khi quen rồi chúng ta thường nhớ Phật, niệm Phật. Khi thường nhớ Phật, niệm Phật thì tâm này thường an vui. Lúc đó quý vị sẽ có cảm giác niệm Phật vô cùng là đặc biệt. Niệm Phật lợi ích lớn vô cùng. Lúc cảm giác được niệm Phật lợi ích như vậy rồi, quý vị sẽ không bao giờ bỏ câu Phật hiệu. Nhiều người bỏ câu Phật hiệu là vì họ chưa có nếm được sự an lạc khi niệm Phật. Quý vị phải nhớ rằng một câu Phật hiệu này giải quyết tất cả những vấn đề trong cái cuộc đời chúng ta gặp phải. Nếu như mình bỏ câu Phật hiệu này thì tất cả những vấn đề chướng ngại chúng ta thì còn phương pháp nào hóa giải được? Phương pháp niệm Phật để hóa giải những sự trở ngại trong cuộc đời chúng ta hay lắm. Tất cả những sự trở ngại trong cuộc đời chúng ta đều là không ra khỏi những điểm mình chấp nhất nó. Nên bây giờ chúng ta lấy phương pháp chấp gì danh hiệu A-di-đà Phật thì tức khắc những nỗi buồn khổ trong cuộc đời tự lãng quên. Mà những sự buồn khổ tự lãng quên đi thì nó tự mất hết, còn lưu trữ lại trong tâm chúng ta một câu Phật hiệu. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi, bây giờ chùa chúng ta ra chiếc lo này, những đức thấy lợi ích quá lớn. Quý vị nên phổ biến giới thiệu. Một chiếc lo có điệu hộ niệm, âm thanh rất rõ ràng, đi đâu cũng có thể cầm theo, đi hộ niệm cầm theo cũng được. Trong gia đình thì hết sảy, đặc biệt. Một chiếc lo cũng giống như vậy mà cài điệu niệm Phật, lễ Phật.
4 chữ, 6 chữ cũng có, tùy vị chọn. Tu 4 chữ quen thì niệm Phật lễ Phật 4 chữ. Tu 6 chữ quen thì niệm Phật lễ Phật 6 chữ. Thờ khóa gọn ghẽ, tiện bề tu. Những đức phổ biến rộng ra quý vị, mỗi người nên giới thiệu rộng ra, và chính mình nên áp dụng hành trì được lợi ích giới thiệu, để nhà nhà là một đạo tràng niệm Phật. Chùa chúng ta từng nào chủ nhật cũng là thẳng tượng Phật. Nên những đức dùng phương pháp này để cho mỗi một gia đình đều có thờ tượng Phật, có ngôi Tam Bảo. Mỗi một gia đình đều là niệm Phật, mỗi một gia đình là đạo tràng tịnh độ. Nếu nhiều người như vậy thì cõi thế này trở thành tịnh độ nhân gian, kiếp nạn gì mà không quá giải vì. Câu Phật hiệu là đại thiện. Nếu như chúng ta thường nhớ Phật, niệm Phật thì chúng ta đang nhớ thiện. Thiện mà thường nhớ thì tức khắc quá giải ác. Hay vô cùng. Chùa mình vừa nhận một bà cụ 95 tuổi. Những đức bước vào, những đức thăm bà cụ. Ở nhà con cháu có để máy niệm Phật suốt cho bà cụ có nghe. Cụ không nói được nhưng mà cụ còn nghe. Cái lợi thế vô cùng, còn nghe. Tuổi già nếu tốt nghiệp gì chúng ta không nói được, nhưng còn nghe đây là một điều rất lợi ích lớn. Nếu như không nghe luôn thì trở ngại. Nhớ, vì người ta niệm Phật mình nghe, mình mới có thể niệm theo từ nhép môi ra miệng, hoặc là mình niệm thầm trong tâm, là nhờ từ nghe mà được lợi ích lớn. Nên bà cụ 95 tuổi mà còn nghe. Nhưng quý vị biết rằng bà cụ bà rút hình, bà lại nhỏ lại quý vị. Mà nhìn đức bước vô, nhìn đức nhìn thấy bà cụ còn chút xíu. Chắc bà cụ cũng nhỏ con, rút hình lại còn chút xíu, chắc nằm cũng lâu. Gia đình ở nhà cũng biết niệm Phật, để máy niệm Phật suốt cho bà nghe. Những đức bước vô, những đức thấy cái từ trường của bà cụ nhẹ, nhẹ nhàng quý vị. Và những đức nói mấy câu, tại bà nghe, những đức nói mấy câu rằng cái chết không có gì đáng sợ cả. Bà cụ đi được, đi đến đây là quá mừng. Nên niệm Phật theo đại chúng, cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc bà cụ không còn cái khổ mà nằm đau bệnh gì nữa đâu. Bà được cái thân 32 tướng tốt, 380 vẻ đẹp, y gan Phật A Di Đà, không còn mang cái thân khổ đau này nữa. Nên con cháu bà cũng có phước, là nhờ bà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và bà cũng có phước là con cháu của bà hỗ trợ giúp đỡ cho bà niệm Phật đưa bà đi về cực lạc. Bà có phước mà mới được như vậy. Nên quý vị, làm con làm cháu, đối với ông bà cha mẹ, chúng ta phải nghe lời của Đại sư Liên Trì ngày dạy. Bổn phận làm con muốn báo hiếu cho cha mẹ rốt ráo, báo hiếu cho cha mẹ, hành theo cái hạnh của Phật dạy là hạnh đại hiếu trong nhà Phật. Nên giúp cho cha mẹ ăn chay niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là những người con đang hành cái hạnh đại hiếu mà trong nhà Phật dạy. Dù là lo cho cha mẹ cơm ăn áo mặn đầy đủ cỡ nào đi chăng, nhưng khi một hơi thở thở ra không hít vào, cha mẹ sẽ chết đi và đọa lạc tam đồ ác đạo. Hôm nay chúng ta làm con phụng dưỡng cha mẹ, báo hiếu cho cha mẹ. Khi cha mẹ ông bà tuổi già, chúng ta báo hiếu bằng cách nào? Niệm Phật giúp cho cha mẹ ông bà mình được giảng sanh cực lạc. Có những người hữu duyên đem ông bà cha mẹ vào trong chùa, chính bản thân họ vào chùa phụng dưỡng. Bên đạo tràng niệm Phật, chúng ta bên kia cũng có nhiều người con làm như vậy rồi đó. Những đức chúc mừng quý vị đã làm được cái việc này, là việc cao cả vô cùng. Đưa cha mẹ vào chùa, ngay ngôi chùa niệm Phật, mỗi ngày phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ được ăn chay, được niệm Phật, được đại chúng hỗ trợ hộ niệm khi cuối cuộc đời.
Ở nhà quý vị làm sao làm được việc này quý vị? Có những người làm vợ, mới đây có một ca, người vợ đưa chồng vào đây hộ niệm cho chú 3 ngày chú ra đi. Rõ ràng là nhờ những người hữu duyên, những người biết niệm Phật hỗ trợ cho người thân, sự ra đi của ông cụ độ được người thân gia đình rất nhiều. Đại lão Hòa Thượng ấy hiền ngày nhắc chúng ta rằng tất cả việc thế gian này đều là giả, chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc là thật. Những đức hộ niệm nhiều ca nhìn thấy rõ ràng. Quý vị cũng nên nhìn nhận chỗ này để nhìn được cái vô thường, để mình biết lo điểm nào là quan trọng nhất của cuộc đời mình quý vị. Có những ca hộ niệm, người ta thì hộ niệm ngày, hộ niệm đêm. Còn con cháu vào thì một là khóc, hai là ngồi bấm điện thoại. Những đức thấy rằng con người bây giờ phải chỉ dạy họ chỗ này. Viết rồi chiếc điện thoại giống như là việc quan trọng nhất của cuộc đời họ. Đến nỗi mà ông bà cha mẹ chết đi mà họ vẫn ngồi bên cạnh quan tài bấm điện thoại. Đúng là cái thứ thiếu giáo dục. Thiếu giáo dục thiệt. Nên quý thầy, khi mà họ đi vào chùa mai mốt mà hộ niệm cho ông bà cha mẹ họ, khi con cháu đến chúng ta dành riêng một cái phòng, mời tất cả người thân vào trong một cái phòng đó, quý thầy nên nhắc nhở kỹ lưỡng cặn kẽ về những hành động của những người con khi đi đến đây. Tại vì chúng ta hộ niệm cho họ, chúng ta cũng đâu có kêu họ đưa tiền cho mình. Từ nơi đó chỉ dạy cho họ cái hành động của họ. Tại vì Phật Pháp là nền giáo dục, nên ít gì chúng ta cũng đem giáo dục để chỉ dạy người một chút. Nếu không con người quá tệ. Nên khi nghe qua những công đoạn này, ông bà cha mẹ hay con cháu nghe được nên nhận thức về cái góc độ của chính mình. Ông bà cha mẹ chết người ta hộ niệm ngày, hộ niệm đêm. Còn con cháu đến thì chạy ra chạy vào, một chút thì chạy ra nghe điện thoại, một chút thì chạy vào, chạy vào ngồi một chút thì bấm điện thoại, một chút cái chạy ra nghe điện thoại. Quý vị nhìn từ chỗ này thì quý vị thấy rằng cả đời có người mình tranh danh đoạt lợi, cuối cùng những đứa con cháu của mình không có một chút đạo đức gì, không hiểu biết gì. Quý vị ngồi suy nghĩ, giống như chúng ta múc nước cố công mà đổ vô một cái lu, một cái thùng bể. Con cháu mình là cái thùng bể đó. Cố công đổ nước vào lu, vào thùng đều là sạch sẽ nước. Có những người tu mình vẫn không nhận định được chỗ này đó quý vị, vẫn là đeo đẳng theo những cái nghiệp chướng nặng nề đó. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói một câu rằng ta đến thế gian này để giúp cho chúng sanh chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực. Nên chúng ta phải phát là một cái nguyện lực niệm Phật cầu sanh cực lạc cho kiên cố, dù cho gặp sự trở ngại gì cũng không bỏ cuộc. Trở ngại trùng trùng chúng ta vẫn là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Giữ cái tâm này, vì cái tâm này là cái tâm giúp mình giải thoát, vì cái tâm này là cái tâm gây dựng tín nguyện kiên cố. Đại lão Hòa Thượng ấy hiền người nói nhiều người niệm Phật mà vì sao ít người giảng sanh, là vì tín nguyện không kiên cố. Người mà tín nguyện kiên cố thì cả ngày niệm Phật sẽ không bao giờ chán nản, siêng năng niệm Phật. Gặp người hữu duyên nhất định khuyên họ niệm Phật. Họ không niệm, chúng ta niệm một câu A với đạo Phật cho họ nghe. Nên những đức thường nói rằng đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, đi ra chợ đeo máy niệm Phật, đi một vòng ngoài chợ độ bao nhiêu chúng sanh nghe được câu Phật hiệu, mà chính mình cũng nghe câu Phật hiệu. Những đức khi bước lên xe đi là chiếc xe những đức vừa đề máy là tức khắc niệm Phật liền. Tới đèn đỏ chờ hơn 100 giây, những đức niệm được hơn 100 câu Phật hiệu. Đây là điều chia sẻ để cho hàng Phật tử khắp nơi nơi nên áp dụng. Nơi nào cũng là câu Phật hiệu đang xông ớp mình, vừa nhắc mình mà vừa nhắc người. Vì sao? Vì mình thích niệm Phật. Nên nhiều người ông bà cha mẹ bây giờ không nhìn nhận được con cháu của mình vô nghì, không nhìn nhận được con cháu mình hư hỏng, cả đời của mình lủi thủi
chi cầu, tìm kiếm, gom góp, cầm về, cuối cùng đổ vào cái hầm phân. Con cháu hư là cái hầm phân thúi ùm, chúng ta đổ vào đó thì nó cũng thành hư thúi hết, không được lợi ích gì. Nên từ nơi đó mà chư tổ sư có một câu nói rằng: chúng sanh làm cái việc mà cầm theo không được thì cố công mà làm, làm cái việc mà cầm theo được thì không dám phát tâm làm. Cái việc bố thí cúng dường, tu nhân tích đức, làm thiện, đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật tặng người, đều là những việc cầm theo được thì làm, tính toán, so đo, suy nghĩ. Còn cái việc mà gom góp đem về để đổ vào cái thùng bể, cái lu bể, thì chúng ta cố công cả đời làm việc này đến mà tóc bạc, lưng còng, da thì chỗ đầu mồi, chân thì mỏi. Vậy mà cả đời gây dựng chỗ này không bỏ cuộc, lo cho con chưa xong tiếp tục lo thêm cho cháu, rửa mông cho con xong rồi tiếp tục rửa mông cho cháu. Quý vị coi bao nhiêu con người ở thế gian này làm việc như vậy đó, họ đều rất vui vẻ chấp nhận để làm việc này. Sự vui vẻ chấp nhận của họ mà làm việc này được cũng rất tốt. Nhưng chỉ có một điều vô cùng tội nghiệp cho họ là họ không niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Thí dụ như mình làm việc này, mình biết rằng mình thiếu nợ con mình, trả nó chưa xong thì bây giờ tiếp tục trả cho con nó. Chứ ai mà đi làm cái chuyện mình rửa mông cho con mình, giờ rửa mông cho cháu, nó sanh nó đẻ ra tiếp tục nó bắt mình nuôi, nó sanh nó đẻ ra tiếp tục bắt mình nuôi. Vậy thì cuộc đời nó tiếp nối tới là gì? Con của nó cũng vậy, nó đi ra ngoài nó đem về rồi bắt nuôi. Tại vì sao? Giọt nước trước nhiễu sao thì giọt nước sau nhiễu vậy. Bây giờ quý vị đang làm cái gì cho con mình thì quý vị biết sau này con quý vị nó sẽ làm cho cháu quý vị như vậy đó. Nó từng đời mà như vậy nên con người khổ đau đến mức cùng cực, kiếp nạn nổi lên dãy đầy là như vậy. Phải nhớ. Nên người xưa vẫn có trí tuệ đem giáo dục để dạy dỗ con cháu. Con cháu lớn khôn tự phát huy lập nghiệp. Người ta có tư tưởng rồi thì người ta lập được sự nghiệp. Sống có đạo đức, đi đâu cũng được người thương yêu. Còn mình không dạy cho đạo đức làm người, nghĩ rằng có tiền là có tất cả, cuối cùng con mình, cháu mình đi đâu cũng bị đào thải. Sự nghiệp đưa cho nó chưa được bao lâu thì tan nát. Nên gọi là cố công làm cái việc cầm theo không được thì cố công làm, để rồi đi đọa lạc tam đồ ác đạo. Còn cái việc mà cầm theo được để đi về thế giới cực lạc thì không làm. Làm việc thiện, làm việc tốt thì tính toán so đo từng chút. Bố thí cúng dường thì gích gắm. Nghe việc thiện thì không phát tâm làm, không biết tâm tỳ hỷ. Những việc có thể tạo ra cho mình được giải thoát mà không chịu làm. Việc niệm Phật là việc vô cùng thù thắng mà mỗi ngày không niệm. Có khi lo cho con cháu bực bội, chửi mắng sùm, nhưng buông thì không buông được. Đúng là nghiệp chướng nặng nề. Từ nơi đó mà Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nhắc chúng ta là chuyển nghiệp lực phát lên nguyện lực. Giống như cái cuộc đời này nó khổ đến mức cùng cực, giống như một con chó mà bị đè đầu. Nhưng con chó này nó có nghĩa khí, nó quay lại, thì chúng ta khổ đến mức cùng cực rồi chúng ta cũng quay lại. Quay lại làm gì? Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vậy thì quý vị có cơ hội giải thoát. Nên mỗi một người chúng ta mỗi ngày được nhắc nhở như vậy, để mà mình có góc độ và trí tuệ sáng suốt. Bữa trước những đứa kể hai câu chuyện. Một câu chuyện nhà nghèo quá, hai đứa con ở nhà giữ nhà mắc một bao tiêu, mà người cha tức giận đánh một đứa con chết, cuối cùng ở tù 21 năm. Vì coi, một bao tiêu thôi. Khi nghèo quá nghèo rồi, bây giờ có một chút của cải thôi mà bây giờ bị mắc, tức quá đánh hai đứa con, một đứa bị chết, một đứa thì mình mẩy thẹo dít không, quá khổ. Thì một câu chuyện thằng rể thường qua nhà cha mẹ,
xin cha mẹ sang nhượng đất cho nó đứng tên. Cha mẹ không sang nhượng mà còn chửi mắng nó. Một ngày kia nó uống rượu vào tức quá, cầm dao qua giết cha mẹ vợ, bị kết án tử hình. Người xưa nói một câu rất rõ ràng: tích tài là tích tai. Con cháu của mình thấy mình có của cải, nó không lo làm ăn gì hết. Nên mình sanh ra con cháu mình giáo dục là chỗ vô cùng quan trọng. Từ khi còn nhỏ dạy cho công việc làm nhỏ, siêng năng. Đứa con nít mà siêng năng là đứa con nít có tương lai. Đến lớp đạo làm con, những đứa nhìn có những đứa nó ngồi nó như là nó hết năng lượng ấy vị. Chắc tối ngày nó bấm điện thoại suốt. Những người làm cha làm mẹ mà nhìn nhận được chỗ này, quý vị đừng có đặt vấn đề vì nó nặng nề quá. Bây giờ mình sanh nó, mình nuôi nó khôn lớn rồi, nó chọn phương hướng con đường của nó, mình có cản cản cũng không được. Có những đứa con mà bây giờ nó còn dựa vào cha mẹ mà cha mẹ nói nó không nghe đó. Vậy thì quý vị biết rằng sau này đứa con này sao quý vị giật dây dụi nó được, thua. Vậy mà còn chưa biết quay đầu niệm Phật. Mình về cực lạc rồi mình mới có cơ hội cứu ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của mình. Mình mà không về cực lạc rồi thì mình cũng lụm chụm ở dưới biển, thì ai cứu được ai vậy? Chúng ta muốn cứu người ở dưới biển lụm chụm thì chúng ta phải đứng trên bờ biển để kéo họ vô mới được. Mà kéo bằng cách nào? Liện dây ra hoặc đưa một cái cây ra, chứ không phải là chúng ta nhảy xuống cứu đâu quý vị. Chúng ta đưa cái cây ra, họ vịn cái cây, chúng ta kéo họ vô chắc ăn. Từ nơi đó chúng ta gặp Phật Pháp rồi, bây giờ phiên con cháu hay người thân niệm Phật, chúng ta đều tùy duyên. Hết lòng phiên nhưng họ tiếp nhận bao nhiêu kệ họ. Họ bỏ cuộc kệ họ, ta thì phải tu, ta phải nắm cho chắc con đường tu này. Từ nơi đó mà nhiều người làm cha làm mẹ có khi gặp Phật Pháp còn chưa nhận thức được. Cả đời của mình khổ đến mức cùng cực, làm vợ hoặc lấy chồng người khác, sanh con khổ vô cùng. Có khi gặp Phật Pháp rồi mà còn chưa biết chân quý, không chịu nắm chắc Phật Pháp trong khoảng đời còn lại sống cho nó có ý nghĩa. Nên con người hơn nhau chỉ có đúng một cái chỗ, là bạn có nhận thức được hay không với cuộc sống này. Bạn sống trong cái cuộc đời này, bạn đang chọn phương hướng nào? Dù tôi chưa tròn vẹn, nhưng tôi cũng sẽ chọn phương hướng Phật Pháp, đi cả cuộc đời không bao giờ bỏ cuộc. Dù bất cứ kiếp nạn gì đến với tôi cũng quyết tâm nắm Phật Pháp cho chắc, vì Phật Pháp cứu cuộc đời tôi. Nên mong những người sống 40-50 tuổi cuộc đời của mình, ít gì cũng có sự nhận thức. Đã gặp Phật Pháp rồi nên nắm cho chắc, đừng nên bỏ Phật Pháp, đừng nên lơ là với Phật Pháp. Nếu như quý vị buông Phật Pháp, lơ là Phật Pháp, quý vị nhìn nhận là cuộc đời đã đi qua, của mình được cái gì? Được cái gì? Có những người được căn nhà, được cái chút đỉnh tiền, nhưng vô cùng là cảm thấy bất an và khổ tâm. Mỗi ngày trong chùa mình có cơm ăn áo bận, có cuộc sống lo tu hành. Cuộc đời con người cũng là cơm ăn áo bận, cuộc sống. Chúng ta có được cơm ăn áo bận, có cuộc sống, nhưng có cơ hội làm những việc thiện, những việc tốt, việc này quá quý. Chúng ta phải nhận thức để rồi chân quý nắm bắt cho chắc. Đừng nên bỏ pháp môn tịnh độ, đừng nên bỏ tu, vì Phật Pháp cứu cuộc đời chúng ta đó quý vị. Chính mình cố gắng con cháu cũng học theo, chính mình bê tha con cháu cũng bê tha. Chúng ta nên siêng năng tinh tấn tu hành, quyết chí niệm Phật, đời này phải về thế giới cực lạc, phải nhớ. Từ nơi đó mà nhìn nhận cái cuộc đời này, chúng ta cảm thấy ngao ngán lắm quý vị. Nên những đức qua năm suốt tháng không muốn đi đâu hết chứ. Vì sao? Vì ngao ngán quá rồi. Chỗ nào mà vui bình an bằng mỗi ngày chúng ta được niệm Phật như vậy. Nên tất cả những người con, những người cháu mà biết đưa ông bà cha mẹ đi vô chùa để cùng tu với ông bà cha mẹ, để phụng dưỡng ông bà cha mẹ trong khoảng thời gian không còn bao lâu này, quý vị là người vô cùng có trí tuệ, phải nhận thức được việc này. Việc này là việc đang báo hiếu vô cùng là rốt ráo. Làm việc này là việc đại hiếu đó. Nên mới có câu là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngài giúp cho mẹ ngài nên mới là đại hiếu. Chứ vậy quý vị giúp cho ông bà cha mẹ quý vị là đại hiếu. Giúp bằng cách nào? Niệm Phật giúp họ ăn chay.
và nương vào đại chúng trong chùa để cuối cuộc đời hộ niệm cho họ, vô cùng là đặc biệt. Nên những điều chia sẻ này là nhắc nhở chúng ta nên có phương hướng chuẩn xác, tu hành cả đời không thay đổi. Quý vị phải nhớ, dù là xã hội có nhiều kiếp nạn, quý vị đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ dao động tâm với những kiếp nạn này. Hãy giữ tâm bình tĩnh niệm Phật, đừng lo sợ gì cả, cứ đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ chân thật mà niệm Phật, đừng lo sợ gì cả. Việc gì đến rồi nó sẽ đến mà thôi. Chúng ta nên chí thành niệm Phật, quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.